trẻ thế này cái đấy thì làm sao cho cái bệnh trên cái dưới này nó tạo thành một đường thẳng được nên mình đè này mình chỉnh thôi quần này mình chỉnh dưới này có nhẹ nhẹ nó vào cái này chỉnh sai nhẹ cần phải làm thì như thế nhé. Có bạn chỉnh cái này lưu ý lên đi lên đi vừa giữa ngay tầm này thì được chiều này nó phải vô góc hơn mặt bằng kia được à. Đầu tiên là chỉnh đây cái thứ hai mình sẽ làm cái giải phóng để đầu tiên mình phải thăng cái lòng theo giáo trình nói để thăng cái lòng sẽ bật toàn bộ nút RF. Lưu ý là nút RF nhé. RF. Và tập trung bên trái nhé. Tập trung bên trái. Được chưa? Và tập trung bên trái để thăng 15. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình bật cái khóa K trên đồng hồ lên. Đấy. Thì chúng ta thấy cái quyền đồng hồ nó lại liên kết với mặt chìa. Được chưa? Sau đó anh cho gắn cái tử nhớ xạo. Cái tử nhớ xạo sách để ở vị trí 16. Để đó 16. 16 là tính theo cái vị trí ở trên cái bằng trượt thì để 16. Đó. Sau đó mình gắn cái thủ kính này vào. Đó. Tạm thời là gắn vào đi. Khi gắn thủ kính thì mình lưu ý này, cái tiêu cự của thủ kính nó là 666, đúng không? 666 bây giờ tức là cái khoảng cách từ cái màn là cái cảm biến tới thủ kính là 666. Mình để đây 29. 666. Dưới cách đo